Chào nị, nị đã bao giờ nghe về hiệu ứng hào quang chưa nị? Đây là một hiện tượng tâm lý học mà mình rất thường gặp. Hiệu ứng này xảy ra khi ấn tượng tích cực về một người hay một tập thể có ảnh hưởng tích cực lên ý kiến và cảm xúc của một người trong những lĩnh vực khác. Ví dụ cho dễ hiểu nha, một người nào đó giúp đỡ nị trong lúc nị cần. Từ đó thì nị có một cái ấn tượng tốt về người đó. Do đó về sau này tất cả những gì người đó làm, nị cũng thấy thật là đúng đắn. Người đó vẽ tranh nị cũng thấy đẹp. Người đó hát nị cũng thấy hay, mặc dù sự thật là chuyện vẽ và hát không phải là chuyên môn của họ. Hoặc một trường hợp khác nha, mình hâm mộ một ca sĩ nào đó, thì một ngày nọ người ca sĩ đó chuyển sang đóng phim, thì fan hâm mộ có thể sẽ thấy là ồ, idol của mình đóng phim thật là hay, nhưng mà sự thật là không hề hay. Đó, thì trái với cái hiệu ứng này là hiệu ứng gọi là hiệu ứng sừng. Hai cái sừng đó là khi mà nhận xét của một người bị ảnh hưởng xấu bởi một khía cạnh nào đó của người kia. Ví dụ, mình nhìn một người có ngoại hình không được bắt mắt thì mình không có cảm tình, do đó là những gì họ làm mình đều thấy không tốt. Rồi, thì nị thấy đó, hiệu ứng tâm lý này vẫn thường xuyên xảy ra. Nếu hiểu được nó thì mình sẽ tránh được việc có những đánh giá sai lầm về người khác, kiểu như chỉ vì một ấn tượng xấu nào đó mà mình phủ nhận tất cả mọi cố gắng của người khác, hoặc mù quáng tin tưởng ai đó vì ấn tượng ban đầu tốt. Cả hai đều không được nha. Vậy đó, sáng suốt và tư duy trong mọi vấn đề nha nị. Mong nị thành người đàng hoàng. Bye nị.